Ôi, trước khi bạn hiểu nhầm bởi cái ảnh nền và tiêu đề thì mình xin lỗi nha. Mẹ của mình hoàn toàn ổn. Người không ổn ở đây chính là mình. Mình đã thua rồi các bạn à. Các bạn đã tìm ra được TikTok của mẹ mình. Như bạn biết đó, thì người già có một cái gu hài hước rất là khác chúng ta. Giống như kiểu mẹ của mình thường hay gửi cho những người hàng xóm cái ảnh của mẹ, sau đó chèn những cái dòng chữ như là chúc mừng buổi sáng ở bên trên, sau đó ở dưới là hoa, cầu vồng. Nói chung là bất kỳ thứ gì đẹp đẽ ở trên đời mà mình không biết tại sao mà các bạn có thể tìm ra được luôn á. Mình nhớ hôm bữa có thằng kia nó vào một video TikTok của mình đúng không? Nó comment được cái địa chỉ, tọa độ, năm sinh, sáng nay ăn cái gì, sống ở đâu. Mình kiểu what the fuck, mình còn không nhớ sáng nay mình ăn cái gì nữa. Ok, bây giờ mình sẽ tìm thử mẹ của Ti Kiều để xem thử nó có ra hay không. Oh god. Oh my god. Oh my... Nó nằm ở ngay đây các bạn ơi. Mẹ đã làm gì thế này? Gì đây, để mình review TikTok của mẹ mình coi. Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? Sao còn đứng. Từ đề là sao chạy vậy con trai. Lúc đó mình không biết là mẹ mình đã hát nhép các bạn ơi, mình tưởng là đang gọi điện trai đó đúng không? Sau đó mình nhìn kỹ thì mình thấy là đang quay TikTok, thế là mình bỏ chạy. Để mình đọc comment thử coi. Sao lợi chạy vậy cô? Không biết luôn ca ca. Chúc cô buổi tối thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Comment rất là ấm lòng. Sao lúc nào anh lợi cũng không mặc áo gì con? Lý do mà lúc nào mình chụp ảnh cũng ở chân á là tại vì mình không có giỏi với lại quần áo, hiểu không? Sợ các bạn đánh giá đồ. Nếu như các bạn hiền với mình hơn thì mình có lẽ mình đã mặc cái áo Barbie màu hồng của mình lên video rồi. Hai mẹ con xinh đẹp tuyệt vời. Mình đoán là Khánh Chi nhớ cũng 40 tuổi. Ồ, Ti Kiều đánh đàn guitar. À, thằng này nó edit hay quá ta. Cho mày một team nè. Để coi mày mình đăng cái gì. Trời ơi, sao nhiều video vậy nè. Ngay cả mình cũng không có năng suất như vậy nữa. Trời ơi, video này 230k. Ồ, bây giờ mình mới để ý là 11 giờ đêm rồi đó. Mà mình vẫn ở đây quay video, các biết tại sao không? Hồi chiều mình có uống một cái cà phê để mình tập gym ấy. Nhưng mà bây giờ cà phê nó chưa có tan các bạn ơi. Và mình đang chuẩn bị co giật. Mình không kiểm soát được sức mạnh này các bạn ơi. Cô này chắc hồi sẽ xinh lắm nè. Đúng rồi, các bạn nhìn mặt mình đi. Giống mẹ mình hồi trẻ đó. Khu cô tập ở đâu vậy ạ? À? Quận 2 đó. Oh no. Mẹ bị lừa rồi. Nó hỏi vậy để nó lấy địa chỉ đó. Người mẹ ngây thơ của tôi. Nếu như các bạn hỏi cái gen co giật của mình từ đâu ra thì đây chính là mẹ của mình. Mình đã di truyền từ đó và nhóm bạn của cô ấy cũng vậy. Rất là hay diễn TikTok rồi đó. Hôm bữa mẹ của mình có nhờ cô này kiểu diễn TikTok đồ. Và cô này cũng rất là năng động luôn. Kiểu chui từ bụi cây ra rồi nói cái gì đó. Cô gả anh lợi cho cháu đi ạ. Mày cơ hội. Mẹ của mình cũng nói về cái việc mà nhiều người đòi lấy mày làm vợ đó lợi. Không ngờ mày là trai hư vậy luôn á. Mẹ bắt con về nhà trước 11 giờ đêm mà sao có bồ được. Người ta rủ nhau đi chơi tới sáng. Rồi hỏi sao lợi sao mày không có bồ. Tại ai hả? Tại ai? Cô ơi sao TikTok anh lợi follow gái không vậy cô? Kệ cha tao. Làm ơn hãy nhận số tiền này và đừng có nói mẹ tôi nữa. Cái gì đây? Ồ, đây là một cái dạng yoga các bạn ơi. Mình có coi mẹ mình tập mấy lần rồi nhưng mà mình không nghĩ là nó tới mức độ này, phải không? Tại vì mình tưởng tượng yoga là kiểu nằm xuống vừa duỗi cái thứ đồ, phải không? Mà kiểu cái này kiểu phi công hả? Biết gì không? Mình không hiểu người thật lắm nên là nếu như mình nói sai là sẽ bị mẹ đánh, hiểu không? Bây giờ mình chửi các bạn trên mạng thì các bạn cùng lắm thì rùi bọt mình thôi. Nhưng mà mẹ của mình ngay bên cạnh nói một phát là cô bạn đừng mẹ ơi đừng có đưa địa chỉ. Làm ơn. Top 10 kiểu audio độc lạ nhất top 1. Mẹ nó. Các bạn có biết cái cảm giác bất lực mà mình ức chế mình cay nó nhưng mà nó nói đúng không? Các bạn có biết rằng là mình sợ điều nhất không? Mình sợ là sau này tầm vài năm nữa cái mình ở trong nhà tắm thì mình nghĩ ra cái cách để phản đai với thằng này vào ngày hôm nay nhưng mình đã không nói. Để mình nhớ mặt này coi, mốt ra đường bún chim nó 100 cái, khốn nạn. Hôm bữa vô phòng tình cờ bố mẹ cũng chơi trò này. Oh my god. Nhìn biết ai dừng có nghĩa là ai stop à. Trời ơi, cái comment nó giải trí hơn cả kênh của mình nữa. Trời ơi, 14.000 tim. Mình không được như vậy nữa. Oh god. Cô ơi, ở nhà cô có nghe tiếng gì không cô? Buổi sáng thì sẽ có tiếng mình la hét trong phòng chơi game kinh dị, quay video. Buổi tối thì cùng lắm sẽ có những cái tiếng ôm gối khóc hay gì đó. Bài tập couple. Mấy cái thằng này. Tôi xin nhắc lại, đây là một cái động tác gọi là rất là trong sáng không? Có... Mình không thể tự dối mình được các bạn ơi. Nhìn rất là mắc cười.
nhìn nó rất là xấu. Rồi nhìn cái thảm đủ màu sắc nữa, giống như kiểu chuẩn bị đang đi qua một chiều không gian khác vậy đó. Bài tập cúp bộ. Chúc cô chị đầy sức khỏe nè. Hay quá cô ơi, tuyệt vời quá cô ơi. Đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều những comment wholesome nha. Hai cô làm gì giữa ban ngày vậy? Hai cô làm gì mà coi được hả? Truyền thuyết đô thị. Đừng. Nào mọi dừng lại. Mình không thể cười vào video của mẹ mình như thế này được các bạn ơi. Như vậy là nó trái với luân thường đạo đức hay không? Dù sao cũng là người đẻ ra mình nhưng mà I shall stop, I boss vậy cô. Mẹ kiếp. Còn con nhỏ này nó tát cả dòng họ gia đình nó vô kìa. Đây là video bình thường, ok, nó không hề xấu. Làm ơn sáng vui vẻ nha cả nhà. Trời ơi, con nó tát bạn bè nó vô kìa. Chăm điên đảo thế giới ảo. Thằng trong này tụi mày khốn nạn lắm. Alright, để xem thử những video thú vị nữa đây. Ok, cái này là kiểu cái gì đây? Nghĩa là một người ngồi lên vai mẹ mình, sau đó người còn lại đứng. Wow. Các bạn thấy vậy thôi chứ rất là khó đó. Rồi các bạn đừng có chọc mẹ của mình. Các bạn làm gì, các bạn có thấy nó trái lương thường đạo đức không hả? Rồi mốt sau này các bạn già. Rồi con cháu của bạn nói Skidibi Toilet Ohio Ritz cái thứ đồ. Rồi các bạn không hiểu, các bạn bị cười rồi các bạn có hạnh phúc không hả? Hả? Hôm bữa là cái đi Đà Lạt cái thứ đồ. Ồ, đang nhảy chạy. Ồ, mà cái đi một lần nữa các bạn, nghĩa là các bạn sẽ vô đó đúng không? Nó sẽ có một cái hội hát ở giữa, có một cái đống lửa. Sau đó mọi người sẽ bu quanh đó, nhảy hát hò rất là vui đó. Cái này hồi lớp 12 mình đi một lần rồi. Chào mừng quý khách đã đến với chuyến bay của hãng hàng không Tìm Người Yêu mang số hiệu 2512. Là chuyến bay đi tìm người yêu chơi Noel không khứ hồi. Mình còn giống như mẹ của mình không biết là ý nghĩa của cái sao này là gì các bạn ạ. À. No, TikTok đã thay hóa mẹ của mình rồi. No. Gì đây? Wow, từ khi nào mà mẹ mình biết chỉnh sửa cái thứ đồ vậy? Ở đây là động tác kiểu đưa chân ở đầu á, khó nha mọi người. Các bạn cứ chôn mẹ của mình, nhưng mà các bạn nhìn đi, các bạn có giỡn dai được không hả? Còn đây là mình nè, hôm bữa mình có đi bơi á. Ồ, nhìn cũng đẹp trai chứ bộ. Nhớ mẹ chưa nè? Dạ sắp nhớ rồi. Gửi số tài khoản đi, con gửi tiền cho mẹ. Ôi trời ơi, sao cái gì cũng đăng lên cái này vậy? Mốt là mình không dám nhắn tin với mẹ của mình nữa. Mình cảm giác như là bất kỳ thứ gì mình làm, mình nói với mẹ đều là content hết. Ok, đây là hôm bữa mình có tập gym xong rồi, cái mình kiểu khiêng mẹ đi hít đất á. Nói chung kể từ khi mà mẹ mình biết dùng TikTok á, là mẹ đã lấy toàn bộ cái content quay trước đó cách đây mấy năm đăng lên hết. Đây, hôm nay là mình đi chơi về khuya nè các bạn. Xong rồi cái mẹ mình hỏi mình đang ở đâu, rồi mình đang chụp ảnh là mình đang chạy về. Sau đó mẹ cũng đăng TikTok. Trời ơi, ai lại đi lên TikTok để kiếm con kìa chứ. Đây là lâu lắm rồi các bạn. Ảnh cái này cũng 2 năm rồi đó. Hồi đó mình nhìn ốm vãi. Cách edit cũng y như người già luôn. Trời ơi, đây là năm ngoái mình đang ở Quy Nhơn nè. Trời ơi, nhìn nó phèn gì đâu á, giống như vừa chui ra khỏi hang á. Người dân trời. Ở đây thật dễ thương. Trời ơi, con mới đây có một ngày à mẹ ơi, chứ làm gì mà thành dân trời được. Ồ, thằng cháu của mình nè. Thằng quái này đúng vậy luôn á, hôm bữa mình có dẫn đi bơi đúng không? Sau rồi cái mình kiểu ẩm nó lên, sau đó quay một vòng dưới nước á, giống kiểu đang bay vậy đó. Và nó ói đầy hồ luôn, và mình phải chạy không kịp trước khi bị bố vợ bắt. Khổ thiệt sự. Đây cái gì đây? Sao lại có ánh chân? Ôi, không được. Trong xã hội hiện nay á thì bạn không bao giờ được lộ ánh chân của mình, đúng không? Tụi nó sẽ lấy làm content bán ánh chân với giá 20 đô hay gì đó. Tụi mày để ánh chân của mẹ tao yên. Cái con nhỏ ở đây. Nói chung mẹ mình tìm mọi cơ hội làm content các bạn ạ. Thậm chí cả những người không quen. Ồ. Mẹ của mình hôm bữa tập tạ nè. Trời ơi. Cũng mạnh phết chứ bộ. Hình như đếm được đâu 100 cái hay gì á. Hèn chi quýnh đầu phết. Đây là video TikTok đầu tiên từ tháng 7 năm ngoái. Để coi mẹ làm cái gì. Ồ, đi bơi. Các bạn thấy mẹ mình vậy thôi chứ mẹ đang rất là chật vật đó. Tại vì cái hồ bơi nó cao tới 1m8 rồi mà mẹ mình có 1m6 rồi. Trời ơi, từ khi nào mẹ của mình là girl phố vậy? Oh my god, sự thật nổ não. Mẹ của tôi là boy phố. Ở sao nghe như anime mùa hè năm nay vậy? Wow, mình đoán đây là một cái động tác yoga. Nói chung mẹ của mình là người rất là thích thể dục thể thao á. Nên là đôi khi nhờ mình chụp ảnh ở ngoài đường mà tạo dáng ở ngay giữa nơi công cộng mình cũng ngại lắm các bạn ơi. Nhưng mà nhiều năm luyện tập ở trên YouTube thì mình đã mặc giày lắm rồi. Nên mình có thể chụp ảnh cho mẹ. Đúng là đứa con ngoan. Oh, wow. Nói chung là ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ nơi nào các bạn ạ. Chỉ cần có cơ hội là sẽ tạo dáng tập thể dục. Mọi thứ rất là ấn tượng luôn á. Còn cái này thì mình không hiểu. Còn cái này là ông già ở trong chung cư mình nè các bạn. Kể như bố mẹ của mình gặp ông này được có 10 phút thôi, nói chuyện làm sao đó mà tự nhiên thành bạn thân luôn. Sau đó uống bia từ sáng tới chiều, không hiểu luôn á. Ước gì mình cũng làm bạn được nhanh như vậy. Cái gì đây? Quay lén em ý. À, hôm bữa mình đang tập thể dục kéo xà nè mọi người, nhưng mà quay lén cái gì? Mẹ của mình nói rằng, lợi con có thể ra cái xà kia kéo chục cái để cho mẹ làm content được không? Đó, mẹ của mình học được từ mới đó các bạn. Content. Các bạn dạy hư mẹ của mình rồi.
các bạn có thể chọc mẹ của mình bao nhiêu cũng được, nhưng mà mình thấy là người già năng động thế này rất là tốt á, tại vì có nhiều người kiểu ở nhà ủ rũ cái thứ đồ chăm con chăm cháu. Hồi xưa là mẹ của mình cõng mình nè, hồi đó mình lớp 6 á, trời ơi. Lâu lắm rồi mình chưa có nụ cười chân thành thế này các bạn ạ. À. Nhất là sau những chuyện xảy ra gần đây. Tại sao lúc nào cũng phải là cô gái mấy xấu? Alright, và đó chính là review TikTok mẹ của mình. Mình mong là các bạn có thể comment nhẹ nhàng một chút đối với mẹ của mình. Ok, dù sao đây cũng là mẹ chồng các bạn mình đúng không? Với lại các bạn sẽ được thấy những hình ảnh xấu hổ của mình cách đây ít nhất cũng mười mấy năm ha. Tại vì mẹ của mình đang tìm mọi content liên quan tới mình để đăng á, nên là các bạn có thể thấy được ảnh của mình cỡ trần cỡ chuồng tắm cách đây chục năm cũng có nữa.